Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 23 tháng 2, 2024. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhặt lá bồ đề. Kính thưa quý vị, trong lần trước phỏng vấn thì Joseph đã nêu đại cương cách dùng kỹ thuật thông minh nhân tạo để giải quyết việc dịch và tạo phụ đề cho các phim tiếng Việt sang tiếng Anh và tiếng Anh sang tiếng Việt. Trong cuộc phỏng vấn hôm nay thì Joseph sẽ trình bày cụ thể những điều kiện cần có trước khi bắt tay vào việc sử dụng kỹ thuật đó. Anh sẽ trình bày chi tiết về những đòi hỏi sức mạnh về memory của máy tính và chỉ rõ những application nào ta có thể sử dụng. Joseph cũng nói thêm về những điểm cần bổ túc để kết quả của application có thể hoàn thiện hơn. Tuy kết quả của application có thể hoàn chỉnh trên 90%, vẫn cần có sự phụ giúp của người duyệt lại để chỉnh sửa những danh từ chưa chỉnh hẳn hoặc những ý tưởng quá phức tạp. Joseph còn cho rằng đây là những cách lưu trữ các tài liệu lịch sử hay nhất vì các văn bản được rút ra từ những bản dịch của các application thông minh nhân tạo có thể được chuyển tặng cho các viện văn khố Hoa Kỳ. Minh Thúy mời quý vị theo dõi phần 6 phỏng vấn giảng viên Joseph Phúc Nguyễn do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Thí dụ như một cái công trình điển hình thì mình cần để mà mình làm cái việc dịch như vậy, caption như vậy thì mình cần cái gì? Thí dụ, thứ nhất thì để tôi giải thích cái quá trình mà mình sử dụng AI để mà từ một video mà không có phụ đề tiếng Việt. So, thí dụ, trong Vietnamese Diaspora Stories, tôi chỉ có làm được xong một video thôi. Những cái head mà vẫn tôi vẫn cần nhiều thời gian để sửa. Nhưng mà cái video đó của một ông tên là Nguyễn Chí Thiện đã bị bắt ở trong tù ở miền Bắc vài chục năm á. Sau đó khi ở trong tù thì ông ấy đã viết ra một số bức thư để mà và một số bài thơ để mà đưa ra cho những người ở ngoài. Rồi sau đó người ta đã lấy những cái lá thư đó, những cái bài thơ đó mang ra hải ngoại. Rồi từ đó thì ông Nguyễn Chí Thiện đã nổi tiếng lên. Trong cái video đó thì có phụ đề cả hai bằng tiếng Việt và tiếng Anh, nó được dịch 100% tốt. Thứ nhất thì trước khi một video như vậy thì không có phụ đề tiếng Việt, cũng không có phụ đề tiếng Anh. So, cái AI, từ cái AI thì mình phải có cái program công AI trong cái AI program của mình. Tức là mình phải có máy tính mạnh để mà chạy qua cái program, cái coding. Rồi thứ hai thì mình phải có, mình phải bỏ cái tài liệu, cái một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ của video của Nguyễn Chí Thiện chẳng hạn, lực sử trường hợp của Nguyễn Chí Thiện, bỏ vào cái chương trình AI của mình, rồi chạy nó vô, và nó sẽ kéo dài, nó có thể kéo dài 20 phút. Rồi từ 20 phút trở lên, từ 20 phút thì cái video đó sẽ được ghi chép lại bằng tiếng Việt. Mình chưa có tiếng Anh, mình chỉ có tiếng Việt thôi, nhưng mà trong cái tiếng Việt đó thì 90% là đúng, nhưng mà cái 10% còn lại thường là proper nouns. Thí dụ Nguyễn Chí Thiện, cái chí có thể là chí hay là trí, AI không biết. Nhưng mà những cái từ bình thường á, thì AI có thể phiên âm một cách rất là thành công. Nếu mà có một người mà vừa xem video rồi vừa xem phụ đề thì người sang sửa trong khi mình đang xem cái video đó. Cho nên là ngày xưa nếu mà mình ghi chép lại bằng tay thì cái việc ghi chép lại những cái phụ đề á, bằng tiếng Việt, cái phiên âm bằng tiếng Việt có thể kéo dài một tiếng, 100 tiếng đồng hồ. Vâng, đúng. Nhưng bây giờ thì cái AI nó mất 20 phút, rồi sau đó thì có người mà chỉ coi một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ thôi để mà có 100% cái bản tiếng Việt. Rồi từ cái bản tiếng Việt, mình bỏ cái tiếng Việt lên, thí dụ ChatGPT, dùng cái API, và ChatGPT cũng dịch thuật rất là hay, từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Tiếng Anh sang tiếng Việt là một vấn đề khác, nhưng mà tiếng Việt sang tiếng Anh thì nó rất là tốt. Rồi đến khi
mà mình có cái bản tiếng Anh, thì cái bản tiếng Anh cũng có một số vấn đề. Tại vì khi mà dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh thì có khi mà nó không được dịch sang văn hóa, chỉ cần một người khác, một tình nguyện viên để mà coi một tiếng đồng hồ, xem cái video với cái phụ đề tiếng Anh và sẽ xem nếu mà có chỗ nào nên sửa hay không. Nhưng mà 90% là tốt rồi, cho nên là mình không phải lại suy nghĩ nhiều. Sau đó thì mình cứ bỏ cái tài liệu phụ đề lên video như đó, thì tổng cộng sẽ là 2-3 tiếng đồng hồ thôi, thì nó sẽ rất là ngắn so với 100 tiếng đồng hồ. Và tôi muốn làm cái đó với 500 cuộc phỏng vấn của VAHS, và với Vietnamese Heritage Museum thì có khoảng 50 cuộc phỏng vấn. Và sau đó thì mình sẽ lan tràn sang những tác phẩm khác như bài thơ, như văn chương, văn học. Tức là nó giống như anh nói là nó có hai giai đoạn. Giai đoạn một tức là mình cho cái phim vô, cái phim đó nó sẽ sản xuất ra một cái Bản tiếng Việt. một bản tiếng Việt. Bản tiếng Việt tức là bản mình có thể mình cầm để mình đọc và mình sửa. Rồi xong cái bản tiếng Việt đó anh lại cho nó chạy qua một cái giai đoạn thứ hai nữa là chat GPT hoặc là những cái tương tự như vậy. Rồi từ cái đó chat GPT nó sẽ sang bản tiếng Anh. Rồi cái bản tiếng Anh đó mình sẽ lại đưa ngược vô trong cái thằng lúc ban đầu của mình để nó hợp nhất vào cái đó để mà mình có cái Đúng rồi, bản và phim tiếng cái kết Việt. quả là sẽ có một video như Nguyễn Trần Thiện, Vâng. nếu mà tra lên bây giờ thì sẽ có phụ đề cả hai bản tiếng Việt và tiếng Anh. Đúng rồi, tức là cái hai hai cái giai đoạn mình cần để xét lại, tức là giai đoạn thứ nhất đó là khi mà từ cái máy nó viết ra cái văn bản tiếng Việt là mình phải duyệt lại cái văn bản tiếng Việt lần thứ nhất mình coi nó có thuần nhất, và lần thứ hai nữa khi mà mình cho nó vào chat GPT nó lại sản xuất ra một cái script bằng tiếng Anh nữa thì mình phải duyệt lại lần thứ hai, tức là mình duyệt lại Đúng phải rồi, là cả hai lần, hai, đúng rồi, chứ cả không hai mình giai đoạn. có khi mà mình chấp nhận cái đó trở lại rồi thì mình lại đưa vào cái lúc ban đầu. Đúng rồi. Nhưng mà từ cái Nhưng từ mà nếu mà mình không quan tâm nhiều, nếu mà mình chỉ muốn có một cái đây là cho một cái gì, cho một cái video rất là professional, nhưng mà nói chung nếu mà chỉ muốn có một cái gì 90% chính xác rồi thì mình có thể chịu nó 90% là tốt rồi đối với một số người. Nhưng tức mà đối với một cái oral history học thuật á, mình muốn cho học sinh phân tích được và đọc hết được, thì mình có thể làm hết cái nỗ lực đó. Và đến lúc đó nếu mà mình có video và có phụ đề cả hai bản tiếng Việt và tiếng Anh, thì nếu mà mình muốn thêm một bước vào nữa là để lấy cái tài liệu phụ đề, dùng AI để biên nó thành một cái tài liệu PDF mà chỉ có transcripts thôi, không có time scripts, rồi đưa cái PDF có 60 trang hay là 70 trang của hết cái tiếng đồng hồ video và tặng nó cho một cái kho lưu trữ, thí dụ UCI Southeast Asian Archives, cái kho lưu trữ người Đông Nam Á của Đại học UCI, hay là của một cái kho lưu trữ khác, thì nó là một cách để bảo đảm là lịch sử của người đó cũng như là cái lịch sử của cộng đồng sẽ được giữ mãi, chứ không phải là bị giữ tạm trong cộng đồng của mình cho đến khi một người khác để ý đến nó rồi đưa nó vào dòng chính.